Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Nido Khéo Tay. Mình là Wally, rất vui được đồng hành cùng các bạn trong hành trình sáng tạo này. Hôm nay Wally sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện cuốn sổ ghi chú hình Sailor Moon vô cùng độc đáo. Chúng mình cùng bắt tay thực hiện nào. Để thực hiện cuốn sổ ghi chú hình Sailor Moon, nguyên liệu chúng ta cần có giấy trắng khổ A4, giấy bìa đỏ, xanh, vàng, đen, kẹp giấy, hồi dán, keo sữa, bút chì, bút kim đen và bút xóa, thước và kéo. Bước 1. Cắt rập. Chuẩn bị tờ giấy trắng hình chữ nhật dài 11cm, rộng 10cm. Gấp đôi tờ giấy lại và bắt đầu vẽ hình chiếc xe thôi. Đo từ mép dưới lên 5cm và kẻ một đường thẳng. Đo từ mép bên vào 1,5cm và cũng kẻ một đường thẳng. Dùng bút bo cong các góc như mình đang làm nhé. Dùng kéo cắt lấy đường bao. Mở giấy ra, ta đã có một tấm giấy có hình xe hơi rồi. Bước 2. Làm trang sổ. Gấp giấy A4 lại làm đôi. Áp rập mẫu lên giấy. Chú ý đặt rập sát mép gấp nhé. Dùng bút chì kẻ theo đường bao của rập mẫu nào. Tỉ mỉ cắt thật đẹp theo đường đã vẽ nhé. Tiếp theo, dùng thước đo vào 5mm từ mép giữa và kẻ một đường thẳng. Gấp nếp theo đường này. Cùng chăm chỉ thực hiện thêm 9 tấm giấy như thế nữa nhé. Thoa keo vào trong khoảng trống giới hạn và dán các tấm giấy lại với nhau nào. Cố định cẩn thận bằng kẹp giấy thôi. Bước 3. Làm bìa sổ, đặt rập mẫu trên giấy bìa màu đỏ. Chú ý đặt rập sát mép giấy. Dùng bút chì vẽ theo đường bao của rập. Cách hình vừa vẽ 5mm, hãy vẽ một đường thẳng nhé. Đặt rập mẫu đối xứng từ đường thẳng đó và lại vẽ theo đường bao. Dùng kéo cắt khéo léo đường đã vẽ nào. Dán bìa sổ với tập trang sổ bằng keo sữa nha. Cố định cả tập giấy bằng kẹp giấy nhé. Tận dụng giấy rập mẫu để làm cho bờ queen một khuôn mắt nào. Dán khuôn mắt vào bìa sổ nhé. Bờ queen có hai tròng mắt màu xanh nên ta hãy sử dụng giấy màu xanh dương cắt thành hai hình tròn nhỏ rồi dán vào khuôn mắt nha. Dùng bút kim đen và bút xóa trang trí cho đôi mắt nào. Sử dụng giấy trắng và giấy vàng để tạo ra hai chiếc đèn xe vừa đối xứng vừa giống y hệt nhau nhé. Quên dán vào bìa sổ tia chớp vàng đặc trưng của McQueen nha. Vẽ cho bạn ấy một chiếc miệng cười nào. Cắt giấy đen thành hai hình tròn giống nhau.
dán vào mặt trong của bìa sổ để tạo hình hai bánh xe nhé. Dùng bút xóa để trang trí thêm cho hai bánh xe nào. Vậy là chúng ta đã hoàn thành một cuốn sổ ghi chú hình xe hơi thật là độc đáo. Bé đừng quên ghi vào cuốn sổ này những kiến thức hay những câu chuyện thú vị để kể cho Wally nghe nhé. Để xem lại từng bước thực hiện cuốn sổ ghi chú McQueen này, các bạn hãy truy cập vào đường link này nha. Đừng quên like, share video để cổ vũ cho bé Wally và subscribe kênh Needle Channel để theo dõi các video thú vị tiếp theo nữa nha. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Needle Khéo Tay. Mình là Wally, rất vui được đồng hành cùng các bạn trong hành trình sáng tạo này. Hôm nay Wally sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện cuốn sổ ghi chú hình Sailor McQueen.